Trở lại với các tin tức trong nước, ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có nhiều khu vực dân cư bị nước cuốn mạnh bất ngờ, gây nên thiệt hại nặng nề về tài sản. Hiện công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được địa phương này khẩn trương triển khai. Đây là hiện trường của sự cố sạt lở bờ của hồ chứa nước Hữu Dương trong cơn mưa lớn đêm 14 tháng 10. Tất cả nước trong hồ chứa kèm theo lượng lớn đất đá đã bị cuốn đi. Còn đây là hoàn cảnh của hơn 70 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở trên. Đã hơn 3 ngày trôi qua, dù được sự hỗ trợ dọn dẹp tích cực từ phía lực lượng công an, quân đội, nhưng những thiệt hại về vật chất của các hộ dân tại đây sẽ mất thời gian rất lâu để khôi phục trở lại. Trong đợt mưa lớn vừa qua, toàn huyện Hòa Vang có 11 trên 11 xã bị ngập lụt nghiêm trọng, trong đó có nhiều khu vực dù ở trên cao chưa bao giờ chịu cảnh ngập lụt vẫn bị ảnh hưởng. Nặng nề hơn, có một số nhà dân nằm trong khu vực nước xoáy đã bị nước cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa, tài sản. Coi như là không còn cái chi trong tài sản hay, trừ chúng tôi không biết, coi như tráng tay rồi không biết cái chi mà để mà lồm lại từ lúc ban đầu ấy. Coi như là hết sạch rồi, không còn cái chi nữa hết. Ngay sau đợt mưa bão kết thúc, chính quyền địa phương cùng các lực lượng vũ trang đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, xử lý các điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất. Tuy nhiên, do thiệt hại về tài sản của người dân là rất lớn, chính quyền địa phương đang tiếp tục triển khai các công tác khắc phục, hỗ trợ để sớm phục hồi đời sống kinh tế cho người dân.